mình làm rồi mình làm miếng nào là thôi đúng không con? Con ăn đi con, xong đi. Dạ, cái này là mình làm theo ý của khách hết con. Nếu mà ai ăn pate thì mình bỏ pate. Mỗi lần nào chiều theo khách đi thấy khách là đông quá mình làm chẳng trước. Dạ. Làm chẳng thì là cái rồi nó. Là cái mà con đợi chờ lâu lắm con. Chà đó. Chả chà bông ở nhà tỉnh chắc. Dạ. Rồi nhớ tao chấm thêm nữa. Con thấy nhiều chú, cô chú mà hơi với mấy chú đây nè, bán bánh dừa. Bây giờ có chế ra cái loại bánh mà lá dứa rồi này kia đó, sầu riêng lá dứa rồi đó. Dạ, đúng rồi. Anh Nhân Vương á. Dạ, đúng rồi. Biết bà, biết ông đó luôn hả? À, dạ chứ. Còn cô chú đây cũng sáng tạo ra một cách mới, một loại bánh mới nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn cô. Con người miền Trung. Dạ, con ở Huế. Cái người Huế là cái được trả mà bà. Cảm ơn cô. Con có ra Huế bao giờ chưa? Mấy cô Huế đẹp tấm à. À mấy cô Huế mặc áo dài đường nóng lá phải không? Ờ đẹp tấm á. Dạ. Có bọc dữ lắm á. Dạ. Con trai cũng nhìn đẹp tấm. Dạ, con cảm ơn cô. Mời quý vị nha. Con làm ăn uống hả con? Dạ con làm ăn uống. Mà nhậm đi ăn hết cô ơi. Ăn đi ăn. Dạ. Ngon quá cô. Cái này bèo mà này có nặng cái nè. Ừ. Nó có ba tiêu kìa. Dạ đi kiếm trong qua ngày con. Dạ, béo béo. Cái bây giờ lỡ gửi là muốn mình làm đâu còn đúng không? À. Nên là cũng chóng máy rồi, chỉ kiếm và làm cũng đỡ luôn. Rồi. Bữa nay mạnh ăn cũng được 3 đến 5 cái hết rồi hả? À, đúng rồi. Ngon. Có mặn của trà bông á. Rồi để ăn chút. Dạ. Yeah. Để ăn. Thật sự đi cả Sài Gòn không có nào bán kiểu như cô chú đây luôn á. Đúng rồi. Chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV chiều ngày hôm nay nha. Chiều hôm nay Phú Thọ đang có mặt tại đường Lãnh Binh Thăng quý vị. Hôm nay Phú Thọ đi tìm một món ăn mới được một cô. Hôm đó Phú Thọ đi quay gà ú muối đó quý vị. Nên cô biết cô chỉ cho Phú Thọ nằm ở trên đường Tuệ Tình. Đây. Nếu mà quý vị rẽ phải nha, rẽ phải là ra 97 Tuệ Tình để mua gà ú muối. Nhưng mà cô chỉ cho Phú Thọ là đối diện bên đây đường này. Cũng nằm trên đường Tuệ Tình luôn nhưng mà nằm phía bên đây. Những ngày gần đây thì không biết sao xe gà ú muối của anh mất tích rồi quý vị ạ. 2-3 ngày nay là không thấy ra bán. Nhiều khách đến mua không thấy thì có gọi hỏi Phú Thọ thì Phú Thọ cũng không biết quý vị, có cho số điện thoại của anh thôi chứ cũng không biết lý do vì sao mà anh không ra bán. Có thể là anh bán ở trong nhà á, tại vì bây giờ anh bán khách nhiều đó, mới hấp ra là hết nên anh đứng trong nhà anh bán luôn, anh không có ra bán ở ngoài. Thì cô ta có cho số điện thoại để khách hàng từ điện hỏi thăm anh ấy. Còn chiều hôm nay cô ta đi tìm cái món ăn mà cô ta nghe cô khán giả, cô khách đi mua gà ú muối chỉ cho Phú Thọ nói là chỉ có 10.000 thôi. Wow. Phú Thọ đi đến đây rồi mà không thấy cái gì vậy? Không thấy cái món ăn mà chị khách nói. Hồi trưa tới giờ thì trời Sài Gòn mưa to lắm, mưa chưa có dứt điểm được hết. Ở đây là đường Tôn Thất Hiệp nè, ra ở đó là đường 3 tháng 2 quý vị. Ở bên đây là trường trung học cơ sở Phú Thọ, bên kia là trường tiểu học. Nghe chị khách nói thì Phú Thọ cũng tò mò đi tìm nhưng mà không thấy. Ở đây Phú Thọ thấy có xe bánh gì nè. Cô chú bán bánh gì nè, để Phú Thọ hỏi coi. Con chào cô. Mình bán bánh bánh gì về hả cô? Bánh có chả, có bạc tè gì đấy, có chân cút, có chả bông, có cành gì đó. À, không con. Dạ. Không, ban đầu con nhìn con tưởng đâu là bánh dừa. Không, có đầy đủ. À, vậy á con.
Nhưng mà cô, cái này ăn mặn phải không cô? Cái này là thuộc về mặn cái này. Dạ. Yeah. Mà mình gọi cái món này là món gì hả cô nhỉ? Cái là hồi xưa là bánh dừa. Dạ. Yeah. Bây giờ là tự chế ra bánh mặn. À. Nó chè. Bây giờ hồi xưa là bán hồi nhỏ bé con còn nhỏ. Dạ. Yeah. Cần tiền. Dạ. Yeah. Chế này chế chị bán dễ bán một chút. Kiếm yeah. tiền nuôi con hồi đó con nhỏ xíu à. À. Bây giờ con lớn hết rồi hơi khỏe khỏe một chút. Hồi xưa á cần tiền lắm á con trai. Dạ. Yeah. Cô cháu hỏi là cô tên gì nhỉ? Con cô là tên Thúy à. Cô Thúy hả? À, dạ. Thúy. Còn chú bên đây chắc ông xã hả cô? Ông xã. À, bây giờ ông đâu đừng không có bán mỗi lần người xe á con. Dạ. Bình thường là người một xe nhưng mà bây giờ hai cô chú bán một xe thôi. Bây giờ ông đầu đường hả con? Dạ. Ông bị đầu đường á con trai. Dạ. Qua wow, thơm quá. Cái này mình bán bao nhiêu vậy cô? Mình ăn cái à. À đó. Tại vì con quay gà ú muối ở bên kia. Dạ. Xong có chị khách giới thiệu cho con. Nó là ở bên đây có cô bán không biết là cái món gì mà để trong cái nồi á. Có 10.000 thôi. Nãy giờ con đi vòng vòng con tìm. Cô bán gà. Dạ. Đây quý vị ơi. Ồ thấy cô chú làm dễ thương quá. Làm cho con cái ăn đi. Dạ tí cô lấy cho con cái ăn thử xem sao. Cái nóng bánh ngon. Dạ. Mấy năm rồi, gần 40 năm rồi. Dạ, cô chú bán ba mấy năm rồi. Cái này ăn ngon hả? Thơm quá, thơm quá. Ba năm rồi con trai. Dạ, 33 năm. Hồi xưa bán có ngàn cái à con? Dạ, 1.000 một cái thôi. 1.000 cái. Dạ, bây giờ lên 10.000 rồi. Dạ, 33 năm mà lên 1.000 rồi. Dạ, bằng số tuổi của con luôn. Dạ, ồ mới ra lò luôn nè. Dạ, con ngồi đó đi, con ngồi đó. Dạ, dạ, con cảm ơn. Con vừa ăn vừa tâm sự cô chú chút xíu. À, đây, bột. Bột, đấy là bột. Dạ. Đây là lắc nó. Dạ, lắc cho nó đều. Mình có hai bếp hả cô chú? Hai bếp. Dạ. Đây. Bên đây chính rồi nè. Món này chắc đi cả Sài Gòn không ai có luôn cô chú ơi. Cái này không có đâu. Dạ, cô chú từ sáng tạo ra mà. Bánh ngọt thì có. Dạ. Bánh dừa cái lon có. Dạ đúng rồi, bánh dừa thì nhiều. À, còn bánh mặn là không có ai. Dạ. À. Cái này tự chế và cái này là cá dế hả chú? Cá dế chú. Cái là con. Thật quá, cô chú chắc người Hoa ha. Đây người Hoa. Người Hoa. Dễ thương quá. Dạ dạ không sao cô chú. Đây chiếc xe của cô chú nhỏ thôi quý vị, nhìn dễ thương lắm. Mà ở trong đây có trà bông này, ba tê nè, ca giá rồi tương ớt nữa. Dạ cô chú dễ thương lắm. Trời lạnh, cô ta đang đứng ở ngoài mưa nha. Mà gần cái bếp của cô chú nó ấm. Dạ dạ dạ, thấy cô chú làm dễ thương quá, con qua chút xíu đó. Ăn đi ăn xong rồi. Dạ, 10.000 nè. À, có trứng cút nữa. Trứng cút luôn. Dạ. Xong chưa? Dạ. Bên đây cay nha. À, bên đây chín rồi nè. Dạ, cho vừa vô. Cái này con nghe nói là học sinh ăn đông lắm phải không cô chú? Hồi xưa có, bây giờ ít có, bây giờ mấy bé chưa chưa học sinh ăn đông lắm. Dạ. Bây giờ mấy tóc này à? Mấy lưới tóc này ít hơn. Bây giờ mấy người ra trường đã nó lại mua nhiều hơn. À dạ đúng rồi, có thể là tuổi thơ, tuổi thơ của mấy anh chị á. À, còn rồi, giới trẻ sau này không biết món này. Dạ. Mấy anh nhỏ sau này không biết. Nhưng mà cô chú truyền qua cái bánh này là lâu chưa? Ba mấy năm à, có cái này ông dạ. Để lại cái này cha truyền con nói. Đó, hồi xưa ông già bán. Không, ý là từ cái lúc mà bán là mình đã bán cái loại như loại bánh này rồi. Bánh này. Giờ ông già hồi xưa cũng bán bánh này luôn. Yeah. Ba tôi bán bánh này. Giờ tới mình ba tôi chết rồi tới mình đã bán cái này. Dạ. Yeah. Tại con tưởng đâu là ban đầu mình bán bánh dừa ngọt truyền thống kia. Không, sau đó mình mới truyền qua cái này. Truyền thống gì đó là bánh dừa con. Dạ. Yeah. Dạ sau này tự chế. À dạ. Chế tự mình tự chế. Dạ ý con hỏi là mình tự chế cái bánh này là bao nhiêu lâu rồi á? Cũng mười mấy 20 năm rồi. 20 năm có rồi đó. À dạ 20 năm. Bán bánh dừa là mười mấy năm tự gia bác à, ông nhà bà già bà chồng á thì bán 70 năm có rồi đó. Dạ. Thì các cô bán gia bán là bánh dừa. Dạ. Bán không chạy cũng bán hỗn hợp, hỗn hợp bánh dừa tại viên chế ra bánh mặn ăn bán. Dạ. Về ta cái này bán. Con hiểu không? Dạ con hiểu rồi. Hồi xưa là mấy đứa con còn học. Dạ. Mình cần tiền, con hiểu không? Cô chú nhiều con không? Ba đứa, lớn hết rồi, giờ khỏe chút rồi, lớn hết rồi con. Dạ. Bây giờ là mình làm, mình kiểu như là kiếm sống qua ngày thôi. Đấy, chứ rồi. Không có lo lắng chuyện con cái nữa. Đúng rồi, đúng rồi, dạ. Con nói đúng rồi, con nói đúng rồi, ok á. Không biết sao bây giờ, mấy nhỏ làm rất nhiều tiền, nó mấy triệu à con. Dạ. Nó tự nó lo nó ăn, cũng mình cũng bừng rồi. Dạ. Đúng không con? Dạ. Dạ, dạ, dạ.
đưa cho mẹ cũng được ít thôi, cũng bám đường là được ít thôi con. Dạ. Yeah. Để đây cũng làm cái nhiều tiền là con trai. Nói chung là mình làm mình lo cho mình trước ta. Còn bây giờ con cái đã lớn rồi mình không có phải lo nữa. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ mình làm rồi mình làm đi, mình làm là thôi đúng không con? Con ăn đi con, xong đi. Dạ, cái này là mình làm theo ý của khách thôi con. Nếu mà ai ăn pate thì mình bỏ pate. Mỗi lần là trừ theo khách, bây giờ thấy khách là đông quá mình làm sẵn trước. Dạ. Làm sẵn cái là cái rồi nó. Dạ cái rồi nó không lỡ chờ lâu quá con. Có trà nữa. Chả trà bông lấy nhà tự sắc. Dạ. Rồi nghe 300 nữa rồi. Con thấy nhiều chú, cô chú mà hơi với mấy chú đây nè, bán bánh dừa. Bây giờ có chế ra cái loại bánh mà lá dứa rồi này kia đó. Sầu riêng lá dứa rồi đó. Ở bên Bình Đông đó. Dạ đúng rồi. Anh Nguyên Vương á. Dạ đúng rồi. Tiếp mà biết ông đó luôn mà. À dạ chú. Dạ. Còn cô chú đây cũng sáng tạo ra một cách mới, một loại bánh mới nữa. Mà lá dứa cái đó phải bán coi bán bán có giá lên. Dạ, cái này là đậu. Đậu phộng. Dạ, đậu phộng. Đậu phộng dừa. Dạ. Tính ra cô chú có cũng nhiều loại đấy chứ ha. Dạ, cũng nhiều loại. Dạ. Quá trời chú. Mấy chục năm nãy bán mấy học sinh nhiều lắm. Dạ. Hồi xưa là ớ hảo ăn, bây giờ mới đến động ớ hảo. Dạ. Qua học sinh giá hảo bu đầy, đầy che luôn. Dạ. Mất kịp cho nó là bây giờ nó hảo à, cái chuyện này ổng hảo à bây giờ. Bây giờ mặn ngọt cô chú cũng bán 10.000 hả? 10.000 đúng rồi, cái nào có 10.000. Dạ, cô chú bán rè quá. Bán cái bánh nguội mới là bán cái. Dạ. Mà cái thời gian mình bán là sao hả cô nhỉ? À, sao? Cái thời gian mình bán nghĩa là mình bắt đầu từ mấy giờ á? Họ chưa bán là cũng hồi đó là bán buổi sáng, bán buổi chiều. Dạ, buổi sáng là từ mấy giờ hả chú? Sáng là 7 giờ, 8 giờ tới 11 giờ, 12 giờ nghỉ. Dạ bắt đầu 2 giờ ra bán tới 5-6 giờ nghỉ. Dạ cũng cái địa chỉ này luôn. Dạ bây giờ bán nửa buổi thôi. Mấy con đó giờ bán nửa buổi thôi. Bây giờ là cô chú bán từ 2 giờ đến khoảng 5-6 giờ chiều. Dạ tại đây. Tại đây. Dạ. Thì này thì chú ổng một xe, cô một xe. Bây giờ ổng lâu đừng không bán được nữa. Dạ. Tại để bán chung, hai chồng bán chung thôi. Dạ. Thôi hai người bán chung cho vui cô. Đúng rồi. Đúng rồi. Còn lớn rồi. Bán một mình cũng buồn lắm. Không phải buồn cũng làm được mà. Dạ. Bây giờ ổng không phải bán chứ, bán cái gì có tiền. Tại bây giờ ổng đau đường rồi phải chịu rồi con. Dạ. Bị đau đường rồi. Cô chú dễ thương quá. Đây quý vị ơi. Ăn đi con. Dạ dạ dạ. Thử đây mấy tiền con ăn thử cho con. Dạ, cảm ơn cô chú. Cắt dạ thấy được rồi. Ô nãy giờ đứng ướt cái đầu. Xé một miếng ăn xem nè. Ô cảm giác nó dai quý vị ơi. Còn nóng luôn, hơi khói luôn. Cái này là bánh mặn. Dạ đúng rồi, cái này nó dai dai. Dạ. À dạ không biết gì. Con đứng đây được mà. Dạ. Con đứng đây con canh chai được. Dạ dạ đó. Dạ dạ cảm ơn cô. Dạ. Dạ cảm ơn cô. Con người miền Trung. Dạ con ở Huế. Quế là cái đẹp trai đó mà bạn. Cảm ơn cô. Cô có ra Huế bao giờ chưa? Thấy mấy cô Huế đẹp lắm mà. Mấy cô Huế mặc áo dài đùi nón lá phải không? Đẹp lắm á. Dạ. Có phọt dữ lắm á. Dạ. Con trai cũng nhìn đẹp lắm. Dạ, con cảm ơn cô. Mời quý vị nha. Con làm ăn uống hả con? Dạ con làm ăn uống. Mà nào cũng đi ăn hết cô ơi. Ăn đi ăn ăn. Dạ. Ăn đi ăn. Ngon quá cô. Cái này bèo mà này nó ngon cái rồi. Ngon. Nó có pate quý vị. Kệ đi kiếm sống qua ngày con trai. Dạ. Béo béo. Thì bây giờ lớn rồi đâu ai muốn mình làm đâu con đúng không? À. Nên là cũng sống mấy rồi để kiếm nhà đồng cũng đỡ chứ. Rồi. Chưa mấy cái nhà này cũng thử mình chế tạo ra mấy cái lộ mấy cái đó. Mấy cái ống rồi mà đâu có bán đâu. Rồi. Cái xô này con biết sao có xô mà nó xách gấp đá con nữa. Nó chế ra nữa. Tập bẻ cái hoài đây cái xô làm ống lộ. Dạ. Vậy mới được chứ còn ống lộ hoài nó xài được thảm được không?
còn mấy người nó bán đấy, mấy cái Ấn Độ kia là mấy cái đó là không được à. Mới tự chế cái này mới cái dạ. Nhà được. Nghĩa là tùy cái loại bánh quý vị ạ, tùy cái bột nữa để mình chế những cái mà nó làm cho cái bánh nó ngon phù hợp á, chứ không phải là cái loại nào mình cũng dùng chung được cả. Tại vì ở đây cô chú là đây làm cái bánh nó vừa nè, nó không có quá dày á, nên có thể là nhiều cái lò bếp nó nóng quá nó nhanh cháy. Ở đây thì nó vừa dạ. Ở ngoài Huế đâu bán bánh này đâu con trai. Dạ đúng rồi, ở ngoài Huế chắc chắn là không có bánh này rồi cô. Dạ bánh này bánh người tiêu. Dạ đói đói ăn ngon quá, cặp đầy mưa nữa. Đó là con nghe người Hoa nó tiếng cái tiếng gì cũng có gành. Chính không người Hoa đấu gành đâu. Đó. Cũng có gành nhiều khi nói như đến lỡ lỡ không à. Cái này ai mạnh mạnh ăn cũng được 3 đến 5 cái á cô hả? À, đúng rồi. Ngon. Có mặn mặn của trà bông á. Ờ dễ ăn chút. Dạ. Dễ ăn. Thật sự đi cả Sài Gòn không có nào bán kiểu như cô chú đây luôn á. Đúng rồi. Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh cũng có ai bán bánh này. Dạ đúng rồi, đi ra Sài Gòn. Bánh vừa thì có như ở miền ở chỗ Cần Thơ gì á, dạ. Có bánh vừa. Còn dạ, bánh mặn nào cũng có. Bánh mặn đã lập nó lập quyền luôn mà. Dạ. Lập quyền luôn mà. Để cô chú lấy cho con một thứ một loại một cái đi. Mình, dạ, ý là mình có bao nhiêu vị á. Dạ, cô chú lấy cho con một thứ cả. Ồ, ở đây ai mà ăn ớt là có ớt luôn hả? Có ăn mặn lộn mặn mà con. Dạ, mặn mà muốn ai muốn cay là cô chú bỏ ớt vào luôn. Đó, ớt vào. Wow. Lấy ớt luôn ha. Không, con ăn ớt nhiều lắm. Con nói vậy thôi, nếu mà khách nào mà yêu cầu ớt á thì đấy nói đấy cô rồi. Chú. Có bỏ không bỏ là coi. Ngon quá. Ăn lộn con. Dạ, ngon quá ngon luôn. Thôi để con tí uống bò cho. À, ở đây có lò bò. Hôm nay gặp cô chú quá vui luôn. Mai cô chú lên YouTube nha, ẩm thực Vina TV nha. Xem lại cho vui. Hy vọng rằng sau khi mà con chưa thấy clip này thì con nhìn á, con đi nhìn. Tại vì cái chị khách kia nói là cô chú để trong cái nồi á. Mà con hỏi là cái loại cái bán cái gì mà cô không biết là cái bánh gì luôn. Đó. Ở dưới bảo đó hả? Dạ đúng rồi. Tại con đi quay gà ú muối dưới đây nè, cái gặp. À bán gà. Dạ. Gà ú muối á. Dạ gà ú muối của người Hoa. Dạ. Muối ăn cũng được. Dạ. Cái đen trắng là bơ hả chú? Đây là bột chưa chín. Chưa. Bột gì chú? Bột mì chưa chín á. Chưa có chín còn. À chưa có chín. À bột mì chưa chín. Quá ngon, quá xuất sắc luôn. Con không quế con xuống đi bán đại đi xe đò. À dạ con hồi xưa con đi học con không có điều kiện á thì con đi xe đò. Bây giờ cũng có điều kiện rồi, với lại vé máy bay nó cũng rẻ á con. Dạ nên giờ con đi máy bay không ạ? Dạ. Dạ, hồi xưa con đi xe là 24-25 tiếng á cô chú. Ồ, lắm á. Ngồi ê đít luôn, ê mong luôn. Tại sao giờ quá cũng được, dạ. Sao quá, phải vậy à con. Thì con chắc con dùng hành này không ăn. Dạ. Con nhập con ăn uống không? Dạ, con đi quay ăn uống. Thấy chú lấy cái dao với lại cái hai cái dao, một cái dao nhỏ, một cái dao lớn. Dạ, đúng rồi, kẹp cho nó chặt quý vị. Ta là chỉnh đi ở đây hơi trắng, ở đây mỗi lần con bán ra dài chút nữa. Tại nó mưa á. Dạ, mưa chắc do mưa, một phần là do mưa. Ống mưa hả? Và cách dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ anh dễ thương quá. Dạ đồ ăn. Dạ hello đi học về hả? Mấy em đi học về đó, vừa tính ra một cái mà cô ta thấy chú bỏ nhiều vậy mà chỉ có 10.000 thôi, quá là bình dân luôn. Lắc tí cho nó đều bên đây chín rồi nè.
Bữa nay chắc ăn bánh của cô chú là thế cơm luôn, thèm quá. Ăn là ghiền luôn vậy. Ngon. Chắc cho mỗi cái cho mà con trai đây. Dạ, để cho con thứ gì cái ạ. Dạ. Cô chú bò cái loại gì nói giùm con cho con quay cho khách khán giả biết luôn nha. À, cho nói gì? Chỉ là cái loại bánh gì, bánh gì á? Vừa ca vé, dạ. Vừa lẩu phộng. Vừa ca vé, vừa đậu phộng. À, bánh mặn. Bánh mặn. À. Ba loại chứ hả? À, ba loại. Ba loại như thế nào? À, ba loại chính. À. Nhưng mà đặc biệt là cái bánh mặn nha, ngon. Thấy rồi. Dạ. Ngày mình bán được nhiều cái bột không cô? Có chứ, bữa nay đặt nhiều, bữa nay bán chậm, bữa nay bán thôi, bán hết gặp bột thêm, bữa nay dạ. Chắc vì vậy mới có duyên với con á. Chứ không mà con đến là nếu mà cô chú bán đông một xíu là hết rồi. Lỡ đâu cô chú về mất tiêu rồi. Hai nữa là đây mưa à, mấy bữa kia không có mưa à, đông mưa. Dạ. Giờ lấy chưa con? Dạ, giờ lấy cho con với ạ. Rồi với nổi tiền giờ nè con. Dạ, ba với lại hồi nãy nữa là 40 hả cô chú ha. Dạ, để tí con gửi ạ. Đây quý vị ơi, hiện tại thì cô chú bán ở địa chỉ là 194 đường Tuệ Tình, phường 12, quận 11 nha. Cô chú bán từ lúc 2 giờ chiều cho đến khoảng 5-6 giờ chiều. Đó, cô chú cực kỳ dễ thương luôn. Bánh ăn ngon quý vị, lần đầu tiên ăn mà thấy ngon như vậy á. Giá lại rẻ nữa, có 10.000 một cái á. Đó, chiếc xe của cô chú nè. Rồi, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Vina TV. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị. Ướt hết cái đầu luôn.